Thì đầu tiên mình sẽ xin review cho các bạn xem Đó là về mẫu cái xe màu sử tải. dụng pin. Những cái mẫu này là thuộc về đồ chơi hộp nha các bạn. Thì cái mẫu này á thì nó sẽ sử dụng 3 viên pin. Đó, cái đằng trước bắn súng này á là nó sẽ là gờ nha các bạn. Khi các bạn mua về các bạn tháo mặt ra và lắp ráp lại. Đó. Sản phẩm này thì dùng 3 viên pin các bạn. Bánh xe là bánh xe tròn, xoay 360 độ, đụng vật cản là nó sẽ tự động tránh ngay chỗ khác. Đó. Nó có công tắc nằm ngay bánh xe các bạn, bật lên thì sản phẩm nó chạy, còn bật xuống thì sản phẩm nó tắt. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem về cách hoạt động của cái sản phẩm này nha. Khi các bạn lắp pin vào, 3 viên pin vào ở dưới cửa cái bánh xe thì các bạn buông ra thì cái bánh xe này sẽ chạy, nó chạy vòng tròn, chạy hoài các bạn, chạy khi nào các bạn tắt thì thôi. Rồi cái sản phẩm thứ hai mình muốn review cho các bạn đó là xe người nhện dùng pin. Thì cái sản phẩm này nó cũng giống như cái chiếc xe tăng pin các bạn. Sản phẩm này cũng dùng 3 viên pin lắp ở dưới bánh xe. Các bạn lưu ý là phải lắp đúng chiều nha. Chiều cộng phải theo chiều cộng và dài phải theo chiều cộng. Thì cái sản phẩm này á nó cũng rất là đẹp các bạn. Cái kích thước của sản phẩm này á thì các bạn có thể xem. Thì cái chiều dài của cái sản phẩm này á là nó có chiều dài là 20 cm các bạn. Cái chiều tiếp theo đó là cái chiều cao là 18 cm, chiều 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 rộng các bạn 18 cm và chiều cao là 7 cm. Cách hoạt động của sản phẩm này thì nó cũng giống như chiếc xe tăng các bạn, tại vì nó cũng cùng rộng. Thì khi các bạn lắp pin vào, các bạn mở tắt lên thì sản phẩm nó sẽ chạy. Cánh xe nó cũng xoay 360 độ nha các bạn, xoay 360 độ, đụng vật cản nó sẽ tự động tránh ra. Rồi mà các bạn xem chi tiết về cách hoạt động của cái sản phẩm này. Đụng vật cản là tự động tránh ra các bạn. Nó các bạn thấy không? Sản phẩm rất là đẹp này. Bánh xe thì có đèn. Ở trên xe nó cũng có cái cũng có đèn các bạn, không khác gì chiếc xe cảnh sát ở ngoài thị trường của mình. Và cái chiếc tiếp theo mình muốn review cho các bạn xem đó là cái chiếc xe là con chó chạy bánh răng. Thì cái sản phẩm này nó mang tính giải trí cao rất cao các bạn, nó sử dụng 2 viên pin. Tất cả các bánh xe nó có nhiều màu sắc, khóa hộp rất là đẹp. Thì cái sản phẩm này thì nó có kích thước này các bạn. Cái kích thước của sản phẩm này là nó có kích thước là cái chiều dài là 13 cm, chiều rộng là 8,5 cm và chiều cao là 10 cm nha các bạn. Cách hoạt động của sản phẩm này thì nó khác hơn cái sản phẩm kia một xí, sản phẩm dùng pin các bạn. Cái sản phẩm này thì khi các bạn bật công tắc lên á thì cái này nó sẽ chạy nhưng mà nó không có nhạc các bạn, nhưng mà được nó có mang những giải trí cao là nó bề nào nó cũng lộn được các bạn, nó ngã tứ bề bề nào cũng lộn được hết, tất cả bề nào cũng lộn được các bạn, nó chạy rất là đẹp đó, các bạn thấy không? Đó nó cứ tự động ngã xuống đất, ngã xuống là tự động nó sẽ tự động ngồi lên trên nó chạy lại rất là đẹp. Rồi cái sản phẩm này tiếp theo thì nó cũng giống như cái sản phẩm mà xe tăng pin và xe người nhận dùng pin các bạn. Thì đó là đây là sản phẩm là xe tàu hỏa dùng pin. Thì sản phẩm này có 3 viên pin, các bạn lắp 3 viên pin vào thì đây mình sẽ cho các bạn xem về cái hình hài của nó, vuông qua một quận, và mình sẽ đi vào cái cách hoạt động của cái sản phẩm này các bạn xem nhé. Kích thước của sản phẩm này thì nó hơi dài xíu các bạn. Nó có kích thước là 24 cm là chiều dài, chiều rộng là 9 cm. Và cái chiều cao của sản phẩm này là 12 cm nha các bạn. Đó. Rồi đi vào cách hoạt động. Khi các bạn bật tắt lên á thì cái sản phẩm sẽ chạy, mình phát cái tiếng nhạc, đèn led ở bánh xe và ở đằng sau xe, đằng trước xe. Đó. Cái sản phẩm này nó cũng là bánh xe tròn, xoay 360 độ các bạn, đụng vật cản là sẽ động tránh nhau khác, đụng vật cản là sẽ động tránh nhau khác. Đó, các bạn hãy xem chi tiết.
Thấy không các bạn, sản phẩm nãy giờ chưa nhắn thùng đó thì sản phẩm tự động nó sẽ quay ngược lại, nó sẽ chạy ra cái khác. Sản phẩm này rất là đẹp. Rồi các bạn xem kỹ.